Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kể chuyện vụ án trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những câu chuyện phá án ly kỳ, những góc khuất của thế giới ngầm và hành trình truy tìm công lý đầy cam go của các cơ quan điều tra. Hành vi của hung thủ manh động và tàn nhẫn đến mức nào? Hậu quả của vụ án là gì? Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau vụ án này và cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về ai là thủ phạm. Vốn là một người phụ nữ lẳng lơ với bản thành tích bất hảo, khi đã lâm vào cảnh tù tội, cô ta tiếp tục vướng vào lưới tình của một gã tù nhân trẻ. Đôi tình nhân mèo mả gà đồng quen nhau trong trại giam và giờ đây lại tiếp tục cùng nhau vào trại bởi một tội ác mới, đáng sợ và ghê tởm hơn. Tạ Thị Thúy, sinh năm 1959, ngụ tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là một cô gái có nhan sắc và gặp nhiều tiếng xấu trong chuyện yêu đương. Vì vậy, so với bạn bè cùng trang lứa, Thúy muộn chồng hơn. Khi đó Thúy 22 tuổi, ở cái tuổi đó đã được coi là ế chồng. Không có sự lựa chọn nào khác nên một năm sau đó, theo sự mai mối của bà con chòm xóm, Thúy kết hôn với anh Lê Văn Thiện, sinh năm 1955, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Một người đàn ông có gia cảnh nghèo khó hay ốm đau nhưng hiền lành, chịu thương chịu khó. 6 năm sau ngày cưới, vợ chồng Thúy đã có hai con đủ nếp đủ tẻ, càng củng cố thêm tình yêu đôi lứa. Vốn nghề gia truyền canh nông vi bản, cuộc sống của gia đình Thúy tuy không được giàu sang, nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười, chứa chan niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, chồng cô vốn là người đàn ông nghèo khó, lại không có khả năng làm kinh doanh buôn bán. Bất mãn với sự nghèo túng, Thúy quyết định bỏ làm ruộng và mở một quán nước ven đường quốc lộ để kinh doanh. Và từ ngày dẫn thân vào con đường làm giàu ấy, Thúy mới lộ bản chất là một người đàn bà tham tiền, mưu mô và thủ đoạn. Người đàn bà ấy cũng bắt sóng rất nhanh những nhu cầu của khách làng chơi. Thấy một số điểm kinh doanh mại dâm trên địa bàn làm ăn phát đạt, Thúy cũng áp dụng cho quán nước nhỏ của mình. Cô cho cơi nới quán nước, xây thêm một số gian phòng nhỏ phía sau và thuê một số chân dài về để phục vụ khách. Và đúng như những gì cô mong muốn, mới vào nghề nhưng cô đã kiếm được những khoản tiền lớn và trở nên giàu có. Tuy nhiên, hang ổ của Thúy sớm bị công an dẹp bỏ. Tạ Thị Thúy bị Tòa án Nhân dân huyện Tiền Hải tuyên án 3 năm tù và đưa về cải tạo tại trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An. Thời gian ở trong tù, mặc dù phạm nhân nam và nữ không bao giờ được tiếp xúc với nhau, nhưng qua thư từ và những lần đi lao động tình cờ gặp nhau, Thúy đã phải lòng phạm nhân tên Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1972, quê ở Nam Đàn, Nghệ An, một kẻ có nhiều tiền án tiền sự và đang thụ án vì tội cướp tài sản. Tuy hơn Nguyễn Hữu Tiến 13 tuổi, nhưng Tạ Thị Thúy vẫn ngày đêm tìm cách liếc mắt đưa tình. Do được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước, nên ngày 30 tháng 4 năm 2005, Tiến được ra trại. 4 tháng sau, vào dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 2005, Thúy cũng được ra trại. Sau khi được về đoàn tụ với gia đình, nhưng Thúy vẫn không quên mối tình tội lỗi. Như chim sổ lồng, cả hai lao vào nhau và cũng từ đó hai người có mối quan hệ bất chính. Từ ngày ra tù, Thúy vẫn được chồng con đón nhận và động viên. Thế nhưng không lấy đó làm hạnh phúc, Thúy tỏ ra khó chịu và lạnh nhạt với chồng già ốm yếu. Trong những lần hẹn hò, Thúy bày tỏ quan điểm muốn bỏ chồng để ngày đêm hẹn hò với nhân tình cho dễ. Sau đó, gã nhân tình của cô đã bày cách sát hại người chồng già để hai người được công khai qua lại. Kế hoạch của tình trẻ bất ngờ lại được Thúy đón nhận nhiệt tình. Đêm đó, cô về nhà nấu cơm cho chồng như bình thường, sau đó chuốc rượu chồng thật say để dễ bể ra tay. Lúc này, tình trẻ của Thúy núp trên trần nhà để đợi ám hiệu của người yêu thì cả hai sẽ ra tay với chồng Thúy. Sau khi ra hiệu cho Tiến từ trên mái nhà xuống, người đàn bà còn chuẩn bị một đôi găng tay cao su, một túi ni lông. Sau khi nhảy xuống dưới, y đeo găng tay rồi lập tức nhảy vào bịt mặt, siết anh Lê Văn Thiện, hỏng khiến nạn nhân tắc thở. Để trợ giúp người tình gây tội ác, Tạ Thị Thúy cũng nhảy vào ngồi đè lên chân anh Lê Văn Thiện, không cho anh dãy giụa. Dù ốm yếu, nhưng lúc đó có lẽ vì bản năng sống trỗi dậy, anh Lê Văn Thiện đã kịp vùng ra để kêu cứu rồi ngất đi. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh Thiện, hàng xóm đã chạy sang. Biết bị lộ, Tiến lao ra ngoài thì va vào người hàng xóm, mặt mày tái xanh vì sợ hãi. Người hàng xóm vào trong nhà thì thấy Thúy vẫn đang ngồi trên người chồng. Khi bị bắt quả tang, người đàn bà còn già mồm nói chồng bị say và hoang tưởng. Tuy nhiên sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ vụ việc và ngay trong lời khai của người đàn bà ấy đã có nhiều điểm bất đồng,
nên lực lượng chức năng đã vạch trần tội ác của Thúy và gã phi công trẻ. Được hàng xóm phát hiện kịp thời nên anh Thiện đã thoát nạn trong gang tấc. Và với tội lỗi gây ra, giờ đây Tạ Thị Thúy và người tình trẻ là Nguyễn Hữu Tiến lại cùng nhau bóc lịch trong bốn bức tường lạnh lẽo trốn trại giam. Cũng cảnh vợ trẻ chê chồng già, Nguyễn Thị Thanh Thuyết sinh năm 1978 quê ở Phú Thọ đã rủ nhân tình sát hại chồng là BHHH sinh năm 1960 làm nghề lái xe. Khi mới chỉ 15 tuổi, Thuyết đã về làm lễ cho ông Hát hơn chị ta đến gần 20 tuổi làm nghề lái xe. Khi ấy Thuyết chưa hiểu và biết thế nào là tình yêu. 20 năm trôi qua, hai đứa con ra đời, cuộc sống vợ chồng Thuyết cũng nhiều lúc không thuận buồm xuôi gió bởi nó không phải xây dựng nền móng từ tình yêu. Rồi bi kịch xảy ra khi Thuyết gặp Tạ Hoàng Hiệp, một người đàn ông trẻ kém Thuyết 3 tuổi quay ở làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội trong những lần đi lễ. Thuyết muốn tìm sự bình yên nơi cửa đền chùa, còn Hiệp là một người hát chầu văn rất hay. Những lần đi lễ chung ấy, Hiệp luôn chăm sóc Thuyết rất chu đáo. Ban đầu Thuyết không để ý, nhưng lâu dần sự quan tâm chăm sóc, tiếng hát da diết của người đàn ông trẻ ấy đã rung lên những nốt nhạc tình đầu tiên trong tâm hồn chị ta. Lúc này, Thuyết đã bước sang tuổi 35. Nhưng người đàn bà ấy chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ yêu và được yêu theo đúng nghĩa. Cuộc sống vợ chồng với ông Hát chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi. Chính vì thế, khi nhận ra tình yêu, Thuyết đã yêu tha thiết, yêu vội vã, yêu như để bù lại quãng thời gian tuổi trẻ không có tình yêu. Có những lúc không chịu đựng được sự xa cách với người tình, Thuyết đã nói sự thật với ông Hát và đề nghị chia tay. Nhưng ông Hát không chấp nhận. Ông nói rằng, dù Thuyết có trèo lên trời hay chui xuống đất, ông ta cũng lôi lên, chứ đừng nói đến chuyện ly hôn. Từ đó, ông Hát càng giáo giết với vợ hơn, kể cả dùng đòn roi để ngăn vợ đi cùng tình yêu mới. Nhưng trò đời, ngăn tình đến, tình yêu của Thuyết và Hiệp ngày càng mặn nồng. Họ đã nghĩ rằng không thể sống thiếu nhau. Thế là đôi tình nhân đã nghĩ ra âm mưu sát hại ông Hát. Vụ án mạng này được sắp xếp cực kỳ công phu. Người ta phát hiện ông Hát tử vong ngồi ở đằng sau vô lăng ô tô đâm vào ta luy ven đường. Tất cả tưởng như là một vụ tai nạn thông thường. Thế nhưng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện ra những dấu vết không bình thường của vụ tai nạn giao thông này. Từ vết bầm đỏ quanh cổ nạn nhân, các điều tra viên nhận định đây là một vụ án mạng được dàn dựng như một vụ tai nạn giao thông. Và cũng không khó khăn gì, cơ quan công an đã tìm ra kẻ chủ mưu chính là cặp tình nhân Nguyễn Thị Thanh Thuyết và Tạ Hoàng Hiệp. Tại thời điểm ấy, hai kẻ tội đồ này cũng khai nhận do quá khao khát được yêu và sống công khai với nhau nên Hiệp đã bàn với Thuyết sát hại ông Hát. Đêm ngày 4 tháng 10 năm 2007, Hiệp báo tin đang ở thị xã Phú Thọ. Thuyết đã lừa cho chồng ngủ say, nửa đêm lẻn ra với tình nhân. Rạng sáng hôm sau trở về nói với chồng là đi tập thể dục buổi sáng. Chiều hôm sau, họ lại lẻn đến với nhau. Trong lúc ôm ấp, Thuyết thông báo hôm sau ông Hát sẽ lên Hà Giang để mở tuyến vận tải Tuyên Quang Hà Giang. Nghe Thuyết nói ông Hát sẽ lái ô tô con đi, trong đầu Hiệp bỗng nảy ra một kế hoạch mới. Hiệp sẽ lái chiếc xe thuê về Hà Đông trả xe, sau đó đi mua một vị thuốc ngủ về nhà nghiện nát, cho vào một lọ nước rồi thuê taxi lên thị xã Phú Thọ. Lấy lý do đi đón ông thầy cúng, khi đến gần nhà Thuyết, Hiệp bảo lái xe cứ ngồi đợi để anh ta vào gọi rồi đi vòng vào radar để xe nhà Thuyết, giấu lọ nước thuốc ngủ vào trụ kín. Sau khi gọi điện cho Thuyết, thông báo chỗ để lọ thuốc, Hiệp quay ra nói với tài xế là thầy cúng đã đi xe khách về Hà Đông, giờ phải tìm chỗ nghỉ để mai về sớm. Tưởng thật, anh tài xế đã đưa Hiệp về khách sạn nghỉ. Khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 10, Thuyết gọi chồng dậy chuẩn bị đi Hà Giang. Chị ta giả vờ chu đáo, nấu mì cho hai vợ chồng ăn rồi pha cốc bột sắn, bỏ sẵn thuốc ngủ cho ông Hát uống. Nửa tiếng sau, thấy chồng chưa có biểu hiện ngậm thuốc, Thuyết hoảng sợ chạy ra sân gọi điện cho Hiệp, bảo người tỉnh thôi, nhưng những lời "em có muốn sống với anh không, nếu muốn thì để anh làm" của Hiệp đã kích lệ Thuyết thêm can đảm. Chị ta quay vào nhà, thấy chồng bảo không đi nữa, biết là ngậm thuốc, liền nói "công việc trên Hà Giang là quan trọng, anh buồn ngủ thì để em lái xe". Nói rồi Thuyết xốc nách đưa chồng ra xe, để ông Hát ngồi ở ghế phụ. Thuyết báo tin cho Hiệp tới, hành động. Thấy Thuyết đang đứng trước cửa, nhà vẫn sáng đèn. Hiệp gọi điện bảo nhân tình tắt đèn, rồi vào lái xe chở ông Hát đi theo quốc lộ 2 lên Tuyên Quang. Đi được gần cây số, Hiệp dùng dây thừng mang theo giết nạn nhân rồi lái xe đi tiếp hơn 30 km nữa,
dàn dựng vụ tự gây tai nạn. Vì ông Hát quá to béo, Hiệp không kéo ông ra ghế lái được, đành phải để ở ghế phụ. Sau đó cho xe chạy tốc độ nhanh, đâm vào vỉa ta luy bên đường. Hắn bật về phía sau. Sau khi cởi áo lau vô lăng và nạn nhân, Hiệp thoát ra khỏi xe, đập các cửa kính cho rạn vỡ để giống hiện trường vụ đâm xe. Khi mới bị bắt tại công an tỉnh Tuyên Quang, Thuyết bảo chị ta thương nhất là Hiệp, đã vì chị ta mà gây tội ác. Họ kể rằng, khi vào trại, điều duy nhất Thuyết xin các điều tra viên cho làm là pha cốc sữa Milo nhờ chuyển cho Hiệp vì anh ta chỉ uống được thứ nước này. Trước khi gây án, hai đối tượng đã thề non hẹn biển. Khi Hiệp khai nhận, cũng xin được gặp Thuyết để nói lời xin lỗi vì đã vi phạm lời thề. Thế nhưng, khi bình tâm nghĩ lại, Thuyết lại cảm thấy giằng xé giữa hai thứ tình cảm, vừa yêu thương, vừa thất vọng. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, Hiệp bị tuyên án tử hình, còn Thuyết bị tuyên án chung thân. Thuyết nghĩ mà thương người tình quá. Trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Thuyết đã nung nấu ý định khi được nói lời cuối cùng trước phiên tòa sẽ xin được cùng ra đi với Hiệp như lời hẹn ước trước khi họ bị bắt. Thế nhưng tại phiên tòa sau đó, Thuyết lại bất ngờ và đau đớn khi Hiệp quay mặt lại, đổ hết tội lỗi do Thuyết gây ra. Anh ta chỉ là người bị lôi kéo. Kết cục của người đàn bà hồng nhan này thật đau đớn. Mang cái án chung thân lại bị người đời nguyền rủa thói lăng loàn, cấu kết với người tình để sát hại chồng. Và thứ tình yêu mà chị ta đã tôn thờ và đánh đổi để có nó cũng không còn đẹp đẽ nữa. Nó đã bị tổn thương trong chính lần tại phiên tòa phúc thẩm, Hiệp quay lại đổ tất cả tội lỗi cho người tình. Cuộc đời Thuyết rơi vào hoàn cảnh này là do chị ta đã rơi vào bi kịch của tình yêu. Khi Thuyết biết yêu thì đã muộn và vào hoàn cảnh không cho phép. Còn khi đã bất chấp tất cả về tình yêu thì lại phải gánh hậu quả mang tội giết người và bị chính người tình làm tổn thương tình yêu. Những ngày trong trại giam, Thuyết thấy cay đắng làm sao. Không ai cấm được tình yêu, nhưng đừng để yêu một cách mù quáng như Thuyết, bởi hậu quả gây ra vô cùng lớn, đến khi tỉnh ngộ thì quá muộn.